Hiền hả? Cái mặt đấy Hiền hả? Mặt đúng rồi Hiền hả? Đây. Để anh xem sắp xong rồi. Thank you.
khi nào mà đứng quay mà thấy cái kem của chị nó có nhiều cái đầu mụn hay nó lơ thì phải bảo chị lau đi. Nếu khi chị mải làm thì không có để ý nhé. Em bị thở hết đến sau rồi. Yeah.